Hello, xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube. Các bạn hãy like fanpage Tomato Hường ở đây, tức là facebook.com/laptop lên vào đây và follow Hường ở trên Facebook để chúng ta cùng chia sẻ với nhau nhiều hơn về internet marketing và affiliate marketing nha. Còn bài chia sẻ ngày hôm nay, chúng ta sẽ chia sẻ về những cách kiếm tiền online. Chúng ta có rất là nhiều cách kiếm tiền online khác nhau các bạn. Khi mà search Google cách kiếm tiền online ra hàng tá cách, 10 cách, 20 cách. Ví dụ như các bạn có thể thấy là kiếm tiền online với affiliate marketing hay còn gọi là tiếp thị liên kết, kiếm tiền online với cái việc chơi game nè, kiếm cạc điện thoại, rồi chuyển rác, rồi đào coi, rồi xem video quảng cáo để kiếm tiền cũng có, rồi tải một cái app xuống nó cũng có. Mấy cái này tiền bé đó, nên là mình tính là kiếm được tiền cho vui thôi chứ nó không có bao nhiêu hết á. Rồi tuyển người sử dụng sản phẩm, sử dụng ứng dụng, sử dụng cái network, sử dụng một cái app nào đấy thì chúng ta vẫn có được cái dòng thu nhập tùy cái. Tuy nhiên là cái mức độ thu nhập của các bạn nó đi được dài hay không, thu nhập cao hay không, có thụ động hay không, có tự do được hay không, nó phụ thuộc vào kiến thức của các bạn trong mảng này. Không phải là cứ dấn thân vào là chúng ta sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Trên Internet sẽ có rất là nhiều nơi chúng ta có thể có dần thu nhập, thậm chí là rất lớn. Hơn có những người bạn, họ có thu nhập 200 triệu một tháng. Cũng có những người 1 tỷ một tháng. Và thậm chí gấp nhiều lần con số đấy. Nhưng cũng có những người kiếm chỉ có vài trăm nghìn mỗi tháng thôi. Hoặc là có vài triệu một tháng thôi. Sự khác nhau đó là sự lựa chọn của mình. Sự lựa chọn của mình có đúng hay không? Cái con đường của mình chọn có đúng hay không? Hay là chúng ta chỉ chạy theo những cái đồng tiền bé bé? Ví dụ như chúng ta kiếm bé bé từng cái cạc điện thoại, hay là chúng ta chạy đi tuyển từng cái rep chút xíu, hoặc là đi đào coi rồi cũng không biết là lúc nào cái coi đấy nó mất giá. Rồi xem các video kiếm vài chục đồng, vài trăm đồng, rồi tải một cái app, cái khá là ít, một tháng kiếm rất là ít vậy. Thế là điều khác biệt ở đây là gì? Ở đây, điều khác biệt đó là chúng ta cần phải làm một cách hệ thống hóa và chúng ta phải duy trì gieo trồng cái lượng khách hàng của mình. Ở đây có một cái bí mật để các bạn có thể dễ bắt đầu. Đó là chúng ta gieo trồng cái tệp khách hàng của mình ở trên kênh YouTube. Chúng ta cần phải xây một kênh YouTube để giữ lại tệp khách hàng của mình. Bất kỳ thời điểm nào, khi các bạn tung ra một cái sản phẩm, tung ra một cái dự án, hoặc là quảng bá một cái chương trình nào thì các bạn đều có một cái tệp khách hàng sẵn. Đó là những người đăng ký kênh YouTube của các bạn, những người follow các bạn. Vậy nên là cái điều quan trọng bây giờ là các bạn phải gieo trồng cái tệp khách hàng, phải chia sẻ nhiều hơn, cho đi nhiều hơn để chúng ta có những cái người follow mình và học tập mình mỗi ngày, cũng như là sẵn sàng nhờ mình giúp đỡ, có những cái dự án hay nào thì mình chia sẻ cho họ, thì đấy là một cái nguồn khách hàng rất là lớn. Đây, nhiệm vụ của các bạn bây giờ, nếu như muốn có một cái dòng thu nhập ổn định, đi xa, nhiều, thụ động đối với cái mảng kiếm tiền online này, thì chúng ta cần phải cái việc dễ nhất, đơn giản nhất và cần làm ngay bây giờ, đó là các bạn hãy xây cho mình một kênh YouTube. Xây cho mình một kênh YouTube bởi vì là ở trên kênh YouTube thì khách hàng của chúng ta là không giới hạn. Các bạn có thể là có vài nghìn người đăng ký một kênh của các bạn cũng có thể lên vài trăm nghìn người và vài triệu người, vân vân, không giới hạn cái số lượng trên YouTube. Các bạn có thể chia sẻ thoải mái và tiết kiệm thời gian. Thay vì chúng ta phải chat và chăm sóc từng người thì kênh YouTube giúp cho chúng ta sẽ một nội dung nói một lần và chia sẻ được rất là nhiều người cùng một lúc. Khi mà xây được mỗi kênh YouTube hoành tráng rồi thì gặp một cái dự án tốt, các bạn hoàn toàn có thể đổi tiền quảng cáo để cái kênh của chúng ta phân phối rộng ra, video của chúng ta phân phối rộng ra, chỉ vài cú click chuột ở trên quảng cáo YouTube. Và các bạn dùng đòn bẩy Internet để làm cho cái sản phẩm của mình nhiều người biết hơn. Đồng thời, kênh YouTube giúp bạn gieo trồng tệp khách hàng của mình, chứ không phải là các bạn đi spam người khác, săn bắn khách hàng ở những nơi khác, mà chúng ta gieo trồng, chúng ta cho đi, chăm sóc khách hàng của mình mỗi ngày, chia sẻ kiến thức hay cho họ, giúp đỡ họ mỗi ngày, thì chúng ta sẽ có một cái tệp khách hàng. Và cái kênh YouTube cũng chính là cái tài sản rất là lớn của mình. Các bạn cứ có một cái kênh YouTube khoảng cỡ vài nghìn sub thôi là các bạn đã thấy là mình đã có nhiều cái kiến thức, kỹ năng và thậm chí là thu nhập rất là lớn từ cái kênh của mình rồi.
nếu như các bạn biết sử dụng hiệu quả. Và xây kênh YouTube còn một cách mà Hường đang làm, đó là xây kênh YouTube để làm affiliate marketing, hay còn gọi là tiếp thị liên kết. Xây một cái kênh YouTube không chỉ là bán hàng tại thị trường Việt Nam, mà Hường còn xây rất là nhiều những kênh YouTube khác nhau để bán hàng tại thị trường Mỹ. Ví dụ ở Việt Nam mình có thể xây một kênh YouTube mình bán các khóa học trên Unica, trên AccessTrade, trên EduMore, trên rất là nhiều nơi. Thì mình cũng có thể xây một cái kênh tương tự như thế, nó quảng bá sản phẩm tại Mỹ dành cho những người Mỹ mua. Họ thấy video của mình hấp dẫn, họ click vào mô tả, họ thấy sản phẩm hấp dẫn là họ mua hàng. Như vậy thì chúng ta sẽ có hoa hồng và chúng ta thậm chí không cần phải giao tiếp với họ. Và đôi khi mọi người cứ nghĩ là vấn đề tiếng Anh, nhưng không phải. Chúng ta cần làm đó là sự kiên trì và chúng ta hãy dịch. Bởi vì công cụ bây giờ rất là nhiều. Nhiều người nghĩ là mình không giỏi tiếng Anh làm sao mình có thể làm được. Tại sao mình không nghĩ là mình làm rồi một ngày mình sẽ rất là giỏi tiếng Anh? Thì bây giờ mình có một cái bộ video chia sẻ miễn phí về từng bước cách xây một kênh YouTube. Đây là từng bước cách xây một cái kênh YouTube ở thị trường nước ngoài. Các bạn có thể ứng dụng ngay tại thị trường nước ngoài, bán các sản phẩm ở trên Clickbank như là Hường hướng dẫn luôn. Hoặc là các bạn sử dụng những kiến thức tuyệt vời này để xây cho mình một cái kênh tại thị trường Việt Nam, các bạn nói tiếng Việt. Hoặc là các bạn xây một cái kênh nước ngoài. Cái nước ngoài thì không lo về vấn đề tiếng Anh đâu. Đa số chúng ta đều không giỏi tiếng Anh, và bản thân Hường cũng vậy. Mình cũng phải dùng Google Dịch và các công cụ, mình dùng tìm những cái bài hay vân vân. Rồi thậm chí trong trường hợp mình đủ mạnh, đủ lớn rồi, mình thu nhập đủ lớn, mình muốn rảnh nhiều hơn thì mình có thể thuê người làm nữa. Thì đây là một cái bộ video hướng dẫn từng bước cách kiếm tiền YouTube với affiliate marketing. Tức là chúng ta bán sản phẩm cho người khác và nhận hoa hồng với xây một cái kênh YouTube. Không những cái việc học video này làm cho các bạn có thể xây được một kênh YouTube tạo ra dòng thu nhập trên affiliate marketing, mà còn giúp cho các bạn có một kiến thức nền tảng trong việc xây những cái kênh YouTube SEO tốt, điểm chất lượng tốt, điểm làm sao để tối ưu cái công cụ tìm kiếm từ khóa ở trên Google để trên YouTube để nó lên top. Thì ở đây Hường có phân ra, đây là bài 1, bài 2. Đấy, bài 3, bài 4, bài 5, bài 6 này. Đấy, có rất là nhiều bài. Hường làm theo thứ tự từng bài, thì các bạn chỉ cần từng bước làm theo hướng dẫn. Thì đây là một cái sự khởi động cho nếu như ai chưa biết cái cách làm thế nào để ngồi Việt Nam mà bán hàng tại Mỹ này, làm thế nào chưa để bán hàng trên Clickbank, hoặc là chưa biết cách kiếm tiền online với affiliate marketing. Ok, rất là vui vì các bạn xem video của Hường cũng như là ủng hộ Hường trong thời gian qua. Hãy tiếp tục like video và chia sẻ video này dành cho những người bạn, những người trong gia đình của bạn, nếu như bạn thấy là cái video này phù hợp với họ, hoặc là cái mảng affiliate marketing này phù hợp với họ, để giúp họ tìm thấy một hướng đi mới để có thể là biết cách bắt đầu biết cách kiếm tiền trên mạng, để có thể là trong mùa Covid này, cái mùa mà chúng ta phải ở nhà như này, chúng ta có biết cách kiếm tiền online chỉ trong cái phòng của mình thôi, chỉ với một chiếc laptop thôi. Hy vọng là giúp được bạn. Cảm ơn, hẹn gặp lại video tiếp theo.